Xin chào các bạn, trên bàn của mình là chiếc Redmi Note 11T Pro, chiếc máy rẻ nhất sở hữu con chip Dimensity 8100. Hiện tại thì mức giá cho phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB sẽ là khoảng 7.150.000. Tuy nhiên, đây sẽ chỉ là mức giá tại thời điểm mình làm video thôi nhá. Có thể là khi các bạn xem video thì em nó sẽ được giảm giá thêm một chút. Link mua thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Rồi, vì là một mức giá cực kỳ rẻ mà đã có con chip Dimensity 8100 rồi, vậy thì em nó sẽ phải đánh đổi những gì? Ok, hãy cùng mình mở hộp và trải nghiệm nhanh chiếc Redmi Note 11T Pro nhé. Đầu tiên, như mọi khi, mình sẽ xem ở trong hộp của máy có những phụ kiện gì. Rồi, để tạm máy sang một bên này. Hộp của chiếc máy thì sẽ có chữ 67W này, turbo charge. Ok. Trong này thì chắc cũng sẽ là ốp lưng thôi. Que chọc SIM Xiaomi quen thuộc, giấy tờ linh tinh và một cái ốp silicone. Ốp trong suốt đơn giản thôi nha các bạn, mình sẽ lắp thử luôn xem nào. Ốp dày dặn phết nha, bảo vệ được hết cái phần màn hình này, viền nó nổi lên. Nói chung là ốp trong suốt thôi, không gì đáng nói cả. Một củ sạc với công suất 67W. Còn đây sẽ là cáp USB, sẽ là chuẩn A2C nha các bạn. Rồi, phụ kiện thì cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Về mặt thiết kế thì có thể nhiều bạn sẽ cho rằng chiếc Redmi Note 11T Pro có ngoại hình khá giống với cả những chiếc máy đến từ nhà Realme, tại vì cái phần cụm cam sẽ có hai cái cam chính to này và một cái cam phụ đặt theo kiểu là hình mặt người ấy. Đặt ngang là nhìn giống nhỉ, hai cái mắt này, cái mũi này, cái mũi hoặc là cái mồm. Cụm cam này thì sẽ là lồi hai lớp nha các bạn. Đây sẽ là một lớp này, ống kính sẽ lồi thêm một phát nữa. Tổng thể thì cũng kênh lên khá nhiều đấy. Khi mà các bạn để trên bàn thì đó, cặp kênh là điều hiển nhiên rồi. Em này sẽ có khung viền được làm theo kiểu vuông vắn này, đúng trend của 2022. Nhìn rất là bắt mắt đúng không? Cái phiên bản màu bạc này là mình liên tưởng tới chiếc Redmi K40S, khá là giống. Với cái viền kiểu này thì tuy là rất đẹp nhưng mà các bạn sẽ phải đánh đổi, cầm nắm khá là cấn tay nha. Và cảm giác cầm thì cũng chưa được cao cấp lắm, tại vì khung viền với cả mặt lưng đều sẽ chỉ được làm từ nhựa mà thôi. Ok, nhưng mà khi mà mình gõ vào thì máy cũng khá đặc, không bị ọp cho lắm. Và cái mặt lưng này thì sẽ được hoàn thiện theo dạng là nhám nha các bạn, sờ thoải mái, không lo bám môi vân tay. Ok phết. Cạnh bên phải của máy thì các bạn sẽ có phím nguồn tích hợp với cả cảm biến vân tay, tăng giảm âm lượng này. Cạnh trên thì có jack tai nghe 3,5mm ra ngoài, mic đàm thoại và một cổng hồng ngoại. Cạnh bên trái thì không có gì cả, không có cả vạch sóng nha, tại vì khung nhựa mà. Cạnh dưới thì sẽ có loa ngoài thứ hai, cổng Type-C, mic đàm thoại và khe cắm SIM. Đây sẽ là khe 2 nano SIM và các bạn sẽ không lắp được thẻ nhớ nha. Cái phần gioăng chống nước thì màu cam nhưng mà mình thấy nhẹ thôi. Quay trở về phía mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình mà theo quan điểm của mình là không quá ấn tượng nha. Tại vì cái phần cầm này dày quá nha. 2022 rồi mà cái phần cầm nó vẫn quá dày luôn. Cam selfie đặt ở chính giữa, kích thước theo mình thấy là cũng hơi to. Cụ thể về thông số thì kích thước của em nó sẽ là 6,6 inch này, độ phân giải Full HD cộng. Sử dụng tấm nền là IPS LCD, tần số quét sẽ là 144Hz. Và khi mà mình vào trong setting, các bạn có thể tùy chỉnh 3 mức độ tần số quét nha, 60, 90 hoặc là 144. Bạn nào mà muốn pin trâu nhưng mà vẫn mượt ấy thì có thể là chỉnh xuống 90. Mình rất là thích cái mức 90 này. Đó, vẫn mượt mà đúng không? Nhưng mà tất nhiên để lên 144 thì siêu mượt luôn. Các bạn sẽ tốn pin hơn một chút. Vì là tấm nền IPS LCD, vậy nên Redmi Note 11T Pro không thể không tránh được một số điểm yếu như sau. Khi mà các bạn vào trong màn hình trắng này, xung quanh cái phần cam selfie nó sẽ hơi bị thâm một chút. Viền màn hình xung quanh thì sẽ đỡ bị hơn. Cái phần cầm màn hình phía dưới thì theo trải nghiệm thực tế của mình, nó cũng sẽ hơi bị ám vàng một chút, lệch màu một chút so với cả cái viền phía bên trên. Đó, phía trên này thì sẽ ám xanh nhiều hơn. Các bạn cùng mình xem và trải nghiệm chất lượng hiển thị của chiếc Redmi Note 11T Pro nha. Đây sẽ là một cái video 2K mình đã ở trên YouTube. IPS LCD thì cái màu đen nó sẽ không được quá sâu đâu. Độ sáng màn hình của em này thì sẽ là 650 nits. Nó là mức cơ bản thôi, đủ dùng. Ra trời nắng quá thì vẫn sẽ hơi khó nhìn. Đây, hiện tại thì mình để lên khá cao rồi, phải tầm 80-85%. Mà nhìn thì cũng chỉ mức là ổn mà thôi, không phải là quá sáng. Và khi mà mình nghiêng màn hình các góc, màn hình của em này theo mình thấy là góc nhìn không quá tốt nha. Chắc là qua máy quay các bạn cũng sẽ cảm nhận được phần nào. Đó là khi mình chỉ cần nghiêng một góc nhất định thôi, không quá nhiều nha. Video bắt đầu bị tối lại rồi, em này quay màn hình loạn ghê.
Đấy, nó bị tối đi này. Nói chung là không đòi hỏi quá nhiều được, mức giá chỉ là khoảng 7 triệu mà có con chip Dimensity 8100 thì chiếc Redmi Note 11T Pro sẽ phải cắt giảm đi nhiều khoản thôi. Đầu tiên sẽ là về màn hình, chất lượng không quá ok, gọi là đủ dùng ở mức cơ bản. Em này sẽ có hai loa stereo nha, và rất là vui khi mà cái phần loa phía trên ấy nó sẽ được làm tách riêng ra chứ không gộp chung với cả loa đàm thoại. Như vậy sẽ giúp cho các bạn là âm lượng hai loa trên và dưới nó đều nhau hơn. Nhưng mà lý thuyết là như vậy, còn thực tế thì để xem nhá. Âm lượng không quá to, ở mức cơ bản thôi. Mình sẽ nghe khoảng 70-80% là cái mức mà chất lượng âm thanh tốt nhất. Rồi, nói chung là chất lượng âm thanh ở mức ổn thôi, không quá xuất sắc. Nhưng mà được cái như mình nói, loa trên và dưới âm lượng nó sẽ khá đều nhau. Hiện tại thì mình không thể cảm nhận được là loa nào to hơn. Về cấu hình thì Redmi Note 11T Pro sử dụng con chip là Dimensity 8100. Đây sẽ là một con chip sản xuất trên tiến trình là 5nm, rất là hiện đại. Bộ nhớ trong của máy thì sẽ là chuẩn UFS 3.1. Hiện tại chiếc máy mình cầm trên tay sẽ là phiên bản RAM 6GB này. Ngoài ra thì các bạn sẽ được cộng thêm 2GB RAM ảo nữa. Đó, Android 12. Và khi mà mình chấm với cả AnTuTu, em nó sẽ đạt được một số điểm tương đối cao nha, 749.000 điểm, trong đó CPU thì sẽ là 177.000, còn GPU thì cao hơn hẳn luôn, hơn 300.000. Đây thì mình sẽ có đây chiếc Redmi K50, cũng đến từ nhà Xiaomi và cũng dùng con chip Dimensity 8100 để xem là điểm số của hai máy chênh nhau bao nhiêu. Em K50 thì sẽ đắt hơn nhiều rồi, em K50 chỉ cao hơn khoảng 20.000 điểm nha, trong đó thì chủ yếu sẽ là về CPU và cái phần UX, tức là cái phần giao diện ấy. Còn GPU thì chênh khoảng 4.000 điểm. Rõ ràng là màn hình của chiếc K50 đẹp hơn hẳn nhỉ. Nói chung IPS LCD thì không thể nào mà cạnh tranh được. Với MIUI 13 thì mặc định máy sẽ chưa có tiếng Việt nha các bạn. Đó, sẽ chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung Quốc mà thôi. Ngoài ra thì cũng sẽ chưa có CF Play. Nhưng mà để mình thử xem luôn. Các bạn sẽ vào trong cái phần Get App này, tìm cho mình cái phần là CF Play nha. Bây giờ các bạn chỉ cần bấm Update thôi. Ok, vậy là xong, chúng ta đã có Play Store. Ok, đăng nhập sử dụng như bình thường nha. Nói chung là bây giờ các máy Xiaomi thì việc cài Google với cả CF Play rất là đơn giản rồi. Tí nữa thì mình sẽ đăng nhập với cả tải các app sau. Về pin thì chiếc Redmi Note 11T Pro có viên pin là 5080mAh, còn sạc nhanh sẽ là 67W. Về tốc độ sạc thì mình xin hẹn các bạn ở các video sau, mình sẽ test cụ thể. Còn về khoảng pin nha, hiện tại là 7:33 này, máy còn 44% pin. Lúc nãy khi mà mình nhận máy ấy, sẽ là 6:56, tức là được khoảng gần 40 phút rồi. Lúc đó thì máy còn 52% pin. Mình có cài AnTuTu nghịch các kiểu xem máy thế nào thì từ 52% tụt xuống 44, tức là mất khoảng 8% cho 40 phút. Các bạn thấy sao về thời lượng pin này? Cũng ở mức ổn nhỉ. Các bạn lưu ý là khi mà mới khởi động máy lên ấy, nó sẽ tốn pin hơn bình thường nhá, tại vì kiểu phần mềm nó chưa ổn định mà. Mới cả chạy AnTuTu thì cũng khá là tốn pin. Nói chung là với viên pin hơn 5000 thì chắc chắn là chiếc Redmi Note 11T Pro sẽ đủ cho các bạn dùng cơ bản một ngày. Nếu mà dùng ít thì có khi còn phải được ngày rưỡi, 2 ngày. Ok. Về camera thì các bạn sẽ có cam chính là 64 chấm này. Kích thước cảm biến ảnh sẽ là 1:1.72 inch, một cam siêu rộng 8 chấm và một cam macro 2 chấm. Cam selfie phía trước sẽ là 16 chấm. Do mình nhận máy vào buổi tối, vậy nên không thể nào mà ra ngoài chụp được. Mới cả muốn lên nhanh cho các bạn mà, thì mình có chụp nhanh qua một vài bức ảnh thôi. Theo mình thấy, màu sắc của máy thì vẫn đúng chất Xiaomi. Độ bão hòa bị đẩy lên khá nhiều, khiến cho ảnh nhìn quá rực rỡ, có phần hơi bị ảo, sai màu nhiều. Và tổng thể ảnh nó sẽ không quá sáng các bạn nhá. Cái giải black với cả shadow nó vẫn hơi quá cao, khiến ảnh nhìn bị hơi tối. Nhưng mà được cái là chi tiết lên khá ok, chụp gần thì cũng khá tốt nhỉ, ảnh nó sẽ không bị mờ. Mình có thử chụp một kiểu vào ban đêm, mình tắt toàn bộ đèn trong phòng đi, không hiểu tại sao ảnh sẽ bị chuyển hẳn sang màu nước biển các bạn ạ. Và chất lượng ảnh thì cũng không quá tốt, chi tiết kém và có phần hơi bị ao nét. Khi chụp selfie thì vẫn như mọi khi, mình không đánh giá quá cao về Redmi. Muốn up lên Facebook thì vẫn phải chỉnh sửa qua một chút. Nhưng mà được cái là khi mình chụp selfie ở điều kiện khó hơn là ngược sáng thì máy vẫn sẽ điều chỉnh được cái mặt của mình, nhìn khá là ok. Chụp xóa phông thì gọi là vô cùng ảo diệu luôn. Này, nhìn chất phết nha. Cuối cùng là cảm biến vân tay tích hợp với cả phím nguồn thì mình nghĩ là không cần nói quá nhiều đâu. Cảm biến dạng này thì tốc độ rất là nhanh, chính xác.
Chỉ có điều là nó hơi kém sang một chút mà thôi. Ok, tổng kết lại thì với chiếc Redmi Note 11T Pro, điểm đặc biệt nhất sẽ là con chip Dimensity 8100. Đây sẽ là chiếc máy có mức giá rẻ nhất luôn, chỉ khoảng là hơn 7 triệu thôi. Với con chip này thì cùng lắm thì chỉ bị Xiaomi bóp lại một chút thôi, nhưng mà chúng ta khắc phục được. Tuy nhiên, đánh đổi lại thì theo mình thấy là hơi nhiều, nhất là cái khoản màn hình, chỉ sử dụng tấm nền là IPS LCD thì với số tiền khoảng 1 triệu chênh lệch, mình sẵn sàng bỏ ra thêm để mà sở hữu tấm nền xịn sò hơn, AMOLED hoặc là OLED. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Redmi Note 11T Pro? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Link mua của em nó mức giá rẻ nhất, mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho nào quan tâm. Giờ xin chào, bye bye.